chào cả nhà. Nam đang đứng ở sát bên bến Bạch Đằng nha. Đây là con đường Tôn Đức Thắng nha. Đó, sát bến Bạch Đằng luôn. Và sau lưng Nam, đây chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đấy, đây là một trong những cái điểm nhấn về cái sự văn minh hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh nha. Đấy, tại sao Nam lại quay ở cái bến Bạch Đằng này? Hôm nay là cũng muốn chia sẻ cho cả nhà một ít về cái lịch sử của cái con phố đi bộ Nguyễn Huệ này. Đó, thực ra cái phố đi bộ Nguyễn Huệ này là trước kia ha, có nghĩa là lúc mà Nguyễn Ánh lập ra cái khu gia định, sau này đổi tên Sài Gòn mà cuối cùng đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh đó. Đó, thì cái phố đi bộ Nguyễn Huệ này thực ra là một cái con kênh nha. Đó, một cái con kênh đào. Đó, và nó nối với cái bến Bạch Đằng này. Bến Bạch Đằng này là một cái nhánh nối ra sông Sài Gòn. Nói chung là hồi đó nó gọi là cái kinh lớn. Kinh lớn nha. Xưa ra ở khu Nam Bộ này người ta đều gọi là kinh. Đó, và đây là một cái con kinh lớn. Đó, để người ta di chuyển bằng đường thủy. Đó, nói chung là đường bộ không phát triển đâu, mà là đường thủy. Đấy, nó gọi là kinh lớn chứ không phải đường như bây giờ nha. Đó, thì sau đó là giặc Pháp vào chiếm Việt Nam ha. Đó, và vào năm 1800 hồi đó, nói chung là năm 1877 đó. Đó, thì cái người Pháp họ mới đổi tên thành con kinh là Canner. Đó, và con kênh này lúc đó thì là một cái mối giao thương rất là tấp nập, cực kỳ tấp nập luôn nha. Đó, là một cái con đường nối chính qua gần cái nơi mà người Pháp họ cai trị ở khu vực này. Đó, vì vậy mà sau một thời gian thì con kênh này đã gọi là rất là ô nhiễm. Vì vậy mà cuối cùng là người Pháp họ quyết định là lấp luôn con kênh này. Đó, và tạo thành con đường gọi là đường Canner. Đó, gọi là đường Canner nha. Đó, và chúng ta thấy ha, phố đi bộ Nguyễn Huệ thì tạm ngắt qua xíu ha, rất là nhộn nhịp ha. Ở đây thì cũng có một số bạn trẻ đang tập trung đang hát rất là vui vẻ ở đây nha. Đó, phố đi bộ trở thành một nơi rất là tuyệt vời, rất là nhiều bạn trẻ cầm đàn guitar này ha, đang hát ha. Rất là đông người đang đứng xem. Đấy, thì sau khi con kênh này được lắp lại thì nó trở thành một con đường chính chạy ngang đây rất là đẹp ha. Và đến năm 1956 thì cái đường Canner này được chính phủ lúc đó của Nam Bộ đổi tên thành đường Nguyễn Huệ. Lúc đó nó mới trở thành con đường có tên là Nguyễn Huệ. Và vào cái thập niên năm 1960 thì cái đường Nguyễn Huệ này á là nó trở thành một cái con đường bán hoa rất là nổi tiếng. Đó, thì lúc đó là có con đường Huỳnh Thúc Kháng là bán chim, hai một bên chim một bên hoa. Nói chung là đó là hai cái khu rất là nổi tiếng thời đó ha. Đó, và bán hoa rất là nhộn nhịp ở đây. Đấy, thì đến mãi đến năm 1990 á, đó vì lý do cái sự phát triển của đô thị và đảm bảo cái trật tự an ninh thì nhà nước mình lúc đó là quyết định đổi cái đường hoa ở đây ra công viên 23 tháng 9. Đó, và đây trở thành một con đường bình thường thôi ha. Đó,
nhưng mà rất là nhiều người vẫn thời đó nha, vẫn rất là nhớ cái con đường hoa khi ấy, rất là nhộn nhịp, rất là vui tươi, rất là đẹp. Đấy thì và mỗi dịp Tết ha, đó là cái con đường này người ta bán hoa ngập tràn luôn đó, ngập tràn luôn, là lúc đó là con đường này là không có xe cộ đi lại được luôn đó, nó trở thành con đường hoa đó. Thì mãi đến năm 2004 đó thì thành phố Hồ Chí Minh mới gọi là tạo nên một cái nét văn hóa mà cho đến tận bây giờ ha, năm 2018 vẫn còn tồn tại, đó chính là cái đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của Việt Nam ấy đó. Thì tầm 28 Tết gì đó, 27, 28 Tết gì đó là sẽ bắt đầu mở cái con đường hoa ra. Và đến mùng 3, mùng 4 giờ, mùng 4 hay sao mình nhớ không chính xác nha, là đường hoa sẽ chấm dứt để trở lại đi hoạt động bình thường. Con đường này hoạt động bình thường đó. Và đường hoa thì mỗi năm có một cái nét văn hóa riêng cho mỗi con giáp xuất hiện ha. Đó là một cái nét rất là đẹp của thành phố Hồ Chí Minh đó, mà ai đến đây một lần vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán thì mình đều biết đến con đường hoa Nguyễn Huệ, bắt đầu từ năm 2004 nhé cả nhà. Đấy, còn phố đi bộ Nguyễn Huệ thì sao? Phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc đó là chỉ có gọi là Tết Nguyên Đán rồi mới ngăn đường để làm cái đường hoa. Thì sau đó là đến năm 2015 á, thì đây con số bán rất là vui ha. Đến năm 2015 thì thành phố Hồ Chí Minh mới lên một cái ý định là biết đường Nguyễn Huệ thành phố đi bộ đó. Thì đến ngày 29 tháng 4 năm 2015 thì chính thức đưa cái đường Nguyễn Huệ này trở thành phố đi bộ. Đấy, như chúng ta thấy đây nha, phố đi bộ này thì mình sẽ bắt đầu vào buổi tối nha. Đó, nghe thấy nè ha. Đó, và đến 7 giờ tối á, thì hoàn toàn nha. Đó, hai bên đường này nè là cấm xe cộ như loại hoàn toàn. Còn đây là cái đại lộ ở giữa. Đó, chúng ta thấy hai bên đường này nha. Đó, còn trước 7 giờ là vẫn hoạt động bình thường. Đấy, là năm 2015 đấy. Đó, con đường Nguyễn Huệ này là một con đường rất là đẹp, trải dài hai bên là những cái khách sạn lớn ha. Đó, chúng ta có thể thấy khách sạn Rex rồi gì nữa ha. Rồi chúng ta thấy được cái tòa nhà Vitexco hiện giờ đang là cái tòa nhà là cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, và mỗi cuối tuần chúng ta thấy rất là đông người đi lại ở đây ha, rất là nhộn nhịp, một nét văn hóa rất là tuyệt vời cho thành phố Hồ Chí Minh. Rồi đến ngày 17 tháng 5 năm 2015 á, thì cái tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dời về bên đây nha. Đó, nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy, mà chúng ta thấy là rất là nhộn nhịp. Đó, và vào một cái giờ cố định nào đó vào mỗi dịp cuối tuần thì ở giữa này cũng có gọi là bắn cái phun cái nhạc nước lên ha, rất là đẹp. Bữa nay thì nằm đi không có chín giờ nên không thấy cái nước bắn lên ha. Đó, là thấy trên bên đường này ha, đèn rất là lớn. Đây là đường rất là nhộn nhịp ha. Đây là nơi tụ họp của rất là nhiều bạn trẻ lại ha, rất là vui tươi. Đây, nhà thấy tuyệt vời không? Đây cũng có bán cái bóng đèn
gọi là bong bóng, đèn sáng rất là đẹp nè, mới gọi là gì luôn. À, thật ra thì con đường phố đi bộ này là mình cấm bán hàng rong nha. Ở đây phố đi bộ Nguyễn Huệ này thì đây rất là đông, rộng lắm. Ở đây thì khách du lịch nước ngoài là gì đó, mình ra đây rất là đông. Đó, chúng ta thấy vẫn có những khách du lịch nước ngoài đây nè ha. Đó. Nhưng là kể thì khi mà có phố đi bộ Bùi Viện, phố Tây Bùi Viện á, đó thì bên này nó đã không còn nhiều khách Tây qua đây nữa. Đó, bởi vì là người ta tập trung vào cái phố Tây ha, là cái nơi mà cái người nước ngoài qua gọi là trú chân du lịch sinh sống rất là nhiều. Nước nó bắn ở đây nè cả nhà thấy ướt không? Đó, mà bây giờ cố định là nước nó sẽ lên nè. Thì thôi lát nữa nếu mà nước có lên thì Nam sẽ quay cho cả nhà xem nha. Đây cũng nào chết nè cả nhà. Vì nhạc nước cỡ phố đi bộ Nguyễn Huệ sắp lên nha. Cả nhà sẽ được xem một màn trình diễn rất là tuyệt vời của phố đồ Nguyễn Huệ nha. Nam biết thì người ta bắn vào đầu 7 giờ, 8 giờ và 9 giờ. Đó. Vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Đó nè cả nhà, nếu mà mình đi mà muốn xem cái bắn nước của phố đi bộ Nguyễn Huệ là mình phải đi vào giờ đó nha. Đấy, đèn chớp lên nè. Quá chừng rồi nè. Nước nó phun lên đó. Đó, lên đây. Nước đâu lên nè. Quay tới quay luôn rồi. Dần dần rồi, giờ nó bắn xéo. Mấy đứa chạy vào tắm luôn nha. Giờ nó không nước thật kia nè, thấy không? Chạy vào.
cái nấu là thật là đó. Thì cái con phố đi bộ này nó dài tầm khoảng 700 mét đó, đầu tư là mấy trăm tỷ đó. Nói chung là đẹp, mình dành tiền ra để mình làm nên những cái công trình như thế này thì mặt bằng an ninh đúng không cả nhà. Đây cả nhà thấy cái câu chuyện lịch sử của phố đi bộ thú vị không ạ? Đấy, cả nhà nhớ subscribe đăng ký kênh nha. Subscribe đăng ký kênh thì luôn luôn sẽ nhận được những cái video tuyệt vời từ ẩm thực và cuộc sống. Đấy, ở đây là có một số ảnh hóa trang này ha, để mọi người chụp hình nha. Đó, nhưng mà cái chụp hình này là chụp xong là phải mua kẹo á nha. Đó, nói cho cả nhà biết nha. Ai đi đây ha. Đó, mình chụp cái thì nói chung là mình mua hộ người ta thôi, mình cũng có kẹo mà. Đấy. Phố đi bộ này hơn ha. Rồi sau này cái tuyến metro mình hình thành được á, mình có thể giảm bớt được cái kẹt xe nè, giảm bớt được cái lưu lượng xe cộ cá nhân, thì lúc đó là mình sẽ có nhiều hơn những cái nơi rộng lại để mà có thể làm nên những cái con phố để mọi người có thể tự do đi lại vui chơi như thế này. Đây là người ta bán bánh tráng nướng nha, xoài cốc nè ha. Tuyến metro ngầm ở dưới đất nè, đây là một cái trạm ngầm ở dưới đất nha, ta đang xây dựng ở đây đó. Đây là trống trải nè đó, sau này là cái tuyến metro nó sẽ chạy thẳng đây. Đây là một cái trạm ga ở đây đó, như vậy là rất là tiện lợi ha, thì chúng ta có thể di chuyển. Cái tương lai của thành phố Hồ Chí Minh rất là tuyệt vời ha. Ra đây thì mình có cái nhà hát lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Cuối con phố đi bộ Nguyễn Huệ ha, chúng ta sẽ thấy được cái Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ha, một tòa nhà cũng rất là cổ thời Pháp thuộc đó. Còn này này như Nam nhớ lịch sử lắm, nhưng mà nó giống như hồi xưa là được xây dựng rất là đẹp ở đây ha. Còn đây là cái tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đó. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì được xây dựng ở đây vào ngày 17 tháng 5 năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác Hồ ha. Đó. Rồi, một vòng cho cả nhà thấy ở đây thôi. Đấy, cả nhà nhớ đăng ký subscribe kênh ẩm thực và cuộc sống nha, để sớm nhận được những video tuyệt vời tiếp theo. Đấy, nếu cả nhà thấy video này hay và hữu ích ha, mình nhớ like và chia sẻ video cho nhiều người khác cùng biết.
Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã ghé thăm kênh ẩm thực và cuộc sống. Hẹn gặp cả nhà ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.